vô. Bắt kim than, bắt kim than. Ê, cái con kia, mày ăn cái gì mày không chùa thảo não chứ vậy? Dạ, kêu chậm chi, mình ăn hết rồi nói nữa có ói cho anh được đâu. Ê, tao bấm cái miệng mày lại nha. Tao mua bánh gì cho mày ăn, mày nói chuyện tao vậy hả? Mệt ghê, có mấy cái bánh à, em ăn thôi mà cũng lên tiếng, cũng này nọ nữa, cái đồ số bụng. Nè em gái, thồn vô họng đi em. Nhìn gì vậy? Có rồi đâu. Tao nhìn cái nét ăn của em gái tao á. Cái thứ con gái gì đâu mà ham ăn thuốc uống. Đừng có tưởng là nhìn như vậy rồi đó tôi sẽ chia cho. Mơ đi nha. Chắc tao thèm mà. Thôi ăn đi, để có hình mẫu lý tưởng như siêu mẫu nha em gái. Coi lại cái thân hình của mình đi kìa. Đồ mập như con heo luôn. Mày dám ăn của tao hả? Tao cho ăn của. Dọn to mày. Biến rồi. Mệt quá, nhìn mày mệt quá. Thôi, cái gì đâu mà giận hoài. Thời gian đó mày để mày ăn, mày nạp chất dinh dưỡng vô cơ thể mày có phải tốt hơn không? Để đền bù cho mày á, anh mua cho mày một bịch bát snack cua nè. Không à. Thôi đi, ông lại cho cái gì mà trong đây cho tôi ăn chứ gì. Bây giờ mày không tin đúng không? Tao thử cho mày coi. Này, tao khô bánh à. Ngon quá mày ơi, mày không ăn là hết á. Tưởng gì. Mắm. Mà má à. Đúng rồi đó Thúc Anh. Con hãy hẹn Thúc Anh. Mà tôi sẽ không luôn. Biết đâu thì nó con. Ăn đi em. Mà tao đừng luôn, y chang luôn, khá nhiều. Hay hết ta, nè ăn bánh uống nước nè em. Trời ăn bánh mình phải uống nước nó mới tiêu hóa được không? Ừ, đó, mặt đó kìa. Mới tôi chang luôn á. Tao chắc chắn với tụi bay luôn. Chủ nhật tuần này, tao sẽ làm được. Chà, chả ai nói mày làm được. Trời ơi, cái mặt nhỏ nó đặng, hấp bao muốn cái chang mày luôn kìa. Đó, cái gì ăn bài vậy uống nước. Cơ thể của chúng ta 70% phải là nước, hiểu không? Em phải nạp nước vào mỗi ngày, đúng rồi. Uống nhiều nước vào. No. Hồi nãy anh uống ngoài đầu hẻm rồi. Uống gì vậy? Ông cho uống. Đi chịu à. Đâu ngồi đây chơi. Uống nước ăn miếng bánh đồ nói chuyện. Anh em mình đâu có ngày nào mà kiểu như là bạn thuận đúng không? Chịu hết nổi rồi. Thôi nè, đứng đây là cái. Trời ơi, đi đi. Từ sao vậy Hoa? Hoa. Cho mày chết. Vui vẻ nha em gái. Ôi giời, mình đi được là sướng. Thằng Thuận đâu? Hello em gái. Đi thông thả không em? Trời ơi, em có thể lên trên tầng 1, tầng 2, quẹo phải, quẹo trái để em có thể tới nhà vệ sinh ở trên lầu. Lên đây. Yeah. Mày đợi đây. À, bắt này, lại đây, lên đây được đây, nói nè, đây. Mẹ mình biết những buổi trưa hè nóng nực như thế này đã chuẩn bị cho mình ngay một chai nước trà xanh I love mom.
Ui ôi, ui. Trời ơi trời, uống luôn nè trời. Mày mày đứng mặt mày tao cái gì đây? Ngon không, ngon không? Mày đứng lại. Hãy đăng ký trở thành hội viên để nhận được những đặc quyền hấp dẫn dành cho fan cứng trên kênh La La School. Bắt. Đứng lại đi. Cái gì vậy? Mẹ kêu đứng lại. Mẹ vậy là đứng lại đi. Mẹ kêu con là đứng lại đi, không có dấu phẩy ở giữa. Dạ, có gì không mẹ? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nhấu nhấu gì sau lưng á? Dạ không có gì hết trơn á mẹ. Nhỏ nhấu nhấu gì sau lưng? Không có. Quay lại đằng sau lẹ. Con này con mới cứu đó. Vậy là sao? Mẹ cho con nuôi nó đi mẹ. Nó tội lắm mẹ. Tối nào con đi ngang qua xóm ô chuột, con cũng thấy nó thấy con. Xong nó hả, nó hét cho con nghe. Trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường. Đó nó hát kìa mẹ. Không hiểu tiếng chó luôn hả? Mẹ không, cái này là con đồng cảm với nó. Mẹ không biết con đồng cảm như thế nào. Nói chung là mẹ không muốn nghe cải lương. Nhưng mà đâu phải cải lương đâu mẹ. Tất cả những bài hát mẹ không biết đều xếp vào thể loại là cải lương hết. À vậy là con hiểu rồi. Nhờ có mẹ, những người như mẹ nên là nền âm nhạc Việt Nam mới càng ngày đi xuống đó. Con đừng có đánh chống lảng. Việc mẹ cần biết bây giờ đó là nếu như con nuôi nó đói, ai cho nó ăn? Nó dơ, ai tắm cho nó? Nó thúi, ai xịt dầu thơm cho nó? Và nó đi vệ sinh, ai dọn cho nó? Dạ con. Vậy mấy bữa con bận học thi thì sao? Dạ con vừa học vừa dọn cho nó được. Vậy mấy bữa con đi chơi? Ây, đơn giản là mẹ rồi. Nè 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 nè, ông có chắc là mẹ không quăng con chó nó ngoài đường không nó? Mày yên tâm, tao đã cột kỹ càng lại hết rồi. Cái gì? Cột á? Cột tôi cũng bỏ ra được nữa chứ nó gì hả mẹ? Xì, em gái. Thời này mình phải dùng cái này hiểu không? Tư duy. Để rồi xem. Đi. Mày yên tâm, tao đã cột chó lại kỹ lắm rồi. Xong luôn. À, con của anh đâu rồi? Mẹ ơi! Cái này có phải là cái chén mà ông ấy thích nhất đúng không? Cái gối cũ của ông nữa nè. Đúng rồi. Cái này mùi ke lâu năm của tao nè. Ủa mà sao nó đây? Hòa Thuận. Đi học về xong đi ăn cơm đi. Mà đứng đó đực ra vậy hả? Mẹ chưa quăng con chó đói này ra ngoài đường nữa hả? Con nói cái gì vậy? Con gái con lứa ăn nói gì kỳ cục vậy? Chó đói. Xin giới thiệu với con, tên của bé là Ri Jong Hook. Đó, Ri Jong Hook. Đó, nó là một em bé rất là dễ thương, đáng yêu, xinh xắn. Nó giống như là một đóa hoa quỳnh vậy đó. Người ta mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm, mấy môi em thơm. Em nói con, nó còn thơm quá hả? Ủa, cưng cưng. Thôi mommy, mommy cho con nuôi nó rồi hả? Ừ, thì tại vì má thấy là nuôi bé Ri Jong Hook á đỡ tốn cơm hơn nuôi hai đứa mà còn có lợi hơn. Bé còn biết coi nhà nè, lâu lâu về còn biết mừng quẩy đuôi nữa. Mà nè, con xong đi vô ăn cơm đi. Đứa nó làm cái gì? Nay con ăn kiêng nên con không ăn cơm. Thôi mày không ăn á, mẹ cho chó ăn cũng vậy à. Chó, cái này kêu nó chó. Ri Jong Hook, kêu lại cho mẹ. Ri Jong Hook. Đúng rồi, mẹ với Ri Jong Hook đã ăn rồi. Còn con đó, con ăn thì ăn, không ăn thì nói. Để thằng Thuận ăn cũng vậy hả? Bây giờ chó được ăn cơm trước cả ông nữa. Ông ăn cơm thường của chó. Chó ăn cơm đi. Chó Ri Jong Hook. Ri Jong Hook. Xin lỗi con nha. Cưng cưng Ri Jong Hook. Ri Jong Hook. Nè. Ông làm sao mà mẹ cho nuôi con chó nó hay vậy? Ba mà biết á, tao làm em mày rồi. Đi vô ăn cơm. Sao ta? Cái bánh. Con chó kìa. Ai cho mày? Ai cho mày ăn bánh của tao hả? Mày chết chắc. Mày chết chắc mày. Trời ơi cái con này. Cái gì vậy con? Con dám đánh em. Có một miếng bánh thôi.
được hả? Trời ơi, chị Trần Hút của mẹ hả? Chị Trần Hút của mẹ. Xin lỗi. Mẹ phạt con hôm nay không được ăn cơm. Mẹ phạt nó rồi. Thôi thương chỗ nó sợ kìa. Cưng trời ơi quá. Mẹ, con mới là bé yêu của mẹ mà. Anh hai, tại anh hai đó. Trời ơi, tự nhiên đem con chó về cái giờ thành ra như thế này. Giờ mình thua cả con chó nữa. Gì mà đi lâu thế nhở? Hoàng tử của em ơi. Tới luôn rồi. Tôi tới giao hàng cho cô Ngân Hòa ạ. Thì em Ngân Hòa đây. Chứ ngày nào cũng gặp người cử lận mà lại không nhớ em à. Dạ, mời cô nhận hàng giúp tôi với. Đúng địa chỉ rồi. Đúng hàng luôn rồi. Đúng tên rồi. Cô ký vào đây giúp tôi với. Tôi sẽ ký vào đâu ạ? Đây này. Chị em ký vào tim anh được không ạ? Cô ký nhanh để tôi còn giao mấy đơn khác nữa. Em ký đây nhá. Không, ở đây. Ôi, thế thì để em ký cho. Xong rồi đấy ạ. Mẹ sao đó? Tôi đi nhé. Gì đây? Dạ, chị kế và nhận bưu phẩm giúp em vợ. Quên mất. Mà anh cho tôi xem thẻ nhân viên đi. Lần trước là tôi bị lừa một lần rồi. Dạ, công ty bên em không có thẻ nhân viên á chị. Thế lại không có thẻ nhân viên thì làm sao nhỉ? Thế anh bỏ khẩu trang đi. Bỏ khẩu trang tôi chụp hình lại đối chiếu cũng được. Nhanh lên. Thế bây giờ mình cười đi. Làm gì mà anh đi giao hàng mà mặt anh cứ nghiêm nghị như thế này thì làm sao người ta đánh giá 5 sao được. Mình cười lên đi cho nó giống shipper thân thiện. Thế giờ để cho chụp hình nhá. Thả tim đi, thả tim. Bây giờ mới... đúng rồi, thả tim. Thôi không có thả tim bé này, thả tim bự này. Thả bự vậy á? Đúng rồi, thả tim bự. Bỏ xuống. Thả tim bự tao chụp hình cho nó đẹp. Đúng rồi. Thế mình có feedback 5 sao rồi chứ. Đúng rồi. Đẹp vậy. Úi giời ơi. Xong rồi anh. Thế có phải nhanh không? Từ đầu anh mà như vậy là mọi thứ nó xong nãy giờ rồi. Ký nhận giùm em với. Đấy. Ký một cái là xong luôn nhá. Dạ em cảm ơn. Anh đi luôn à? Trời ơi, đã thế này là em đặt hàng anh này dài ấy nhá. Trời ơi, trái đất hình tròn chạy làm sao mà thoát em được cơ chứ. 15 phút sau.
con với chả cái. Mẹ sao mẹ đánh con vậy? Còn nói nữa. Mẹ mê trai đâu phải cái tội đâu. Ngày xưa mẹ cũng mê trai vậy mà. À, nói gì đó? Hả? À, bây giờ lòi ra thêm cái tội mê trai nữa ha. Ủa, không phải mẹ đánh con vì cái tội mê trai hả? Mẹ đánh con á là tại vì con dám lấy tiền của mẹ đi đặt hàng online. Rồi, bây giờ tội chồng tội. Tao đánh mày gấp đôi nghe chưa? Mẹ đánh con. Cái tự dưng cái nhức đầu quá trời ơi tao ơi. Hè mà cũng làm bài tập như thế này thì có khác gì đi học đâu. Tôi chả làm nữa đâu. Ê, giải trí chút không? Ok. Thì hôm qua bà nội tao qua thăm, xong rồi bà nội tao kể một câu chuyện ma có thật, tụi mày có muốn nghe không? Vô liền. Chuyện ma tao không nghe đâu. Cục bánh bèo này, mày không nghe thì để người ta nghe. Kể đi đi. Kể đi. Tụi mày nhớ cái đêm đầu tiên mà bà nội tao dọn về nhà mới không? Ừ. Thì bà nội tao ngủ một mình, tự nhiên nghe tiếng bước chân bình bịch ở ngoài hành lang á. Sợ chứ. Mà bà nội tao tò mò tiến ra cửa, tự nhiên nghe cái tiếng tức. Thấy ma hay thế nào? Không, con mèo nó làm đổ ly nước. Vậy mày cứ chuyện ma? Thì chưa, đây giờ kể. Thì cái đêm thứ hai, bà nội tao nghe ở trong tủ quần áo có một tiếng khóc thút thít vang ra. Tính mở cái cửa tủ quần áo ra coi bên trong có gì, thì mới tới gần, chưa có mở nha, cái cửa nó mở toang ra. Có một cái bàn tay nó dài, thật là dài, nó dài vậy nè, nó bóp cổ bà nội tao. Bà nội tao té, đâu nhúc nhích được, xỉu luôn. Ghê chưa? Ủa? Mẹ ơi! Con Hòa, con Hòa. Mày bỏ cái tay mày lại coi. Mày không hả mày? Đáng cái chuyện ma nó sợ. Thì tao bảo là tao không có nghe chuyện ma rồi. Ai kêu kể chi thì tao sợ. Tiếp. Chưa, tới cái phần ly kỳ. Cái đêm thứ ba, bà nội tao vừa nghe tiếng khóc mà vừa nghe một cái lời kêu rất là thảm thiết. Mà lần này không có phải là trong tủ nha, ở dưới giường vọng lên. Kêu vậy nè: trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Bà nội tao sợ quá bỏ chạy. Mà mới có đặt cái chân xuống dưới, nắm cái chân bà nội tao lại vậy nè. Bà nội tao té úp cái mặt xuống dưới đất, đâu nhúc nhích được đâu. Thì tụi mày thấy đó. Kể từ đó bà nội tao có cái mụn lẹo trên trán. Thôi, tao không nghe nữa. Tao không học luôn. Chơi một mình luôn, không chơi. Tao học bài mà. Không học đâu, học mình đi. Trời đất ơi. Cũng ghen. Alo. Tao mà biết ai gọi thì tao đánh chết mày cho mà coi. Sao lại không nhở? Chắc là số tổng đài mới thay đầu số mà mình không biết thôi. Thank you.
kêu vậy nè: trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Bà nội tao sợ quá bỏ chạy, mà mới có đặt cái chân xuống dưới, nắm cái chân bà nội tao lại vậy nè. Có ma không? Có ma đâu. Anh mani mani hồng, anh mani mani hồng. Ngân Hòa ơi, tại sao mày dám hỗn láo? Tại sao mày dám hỗn láo? Con xin lỗi, từ nay con không dám hỗn láo nữa đâu. Con xin lỗi mà. Làm ơn tha mạng cho con đi. Làm ơn mà. Nam mô A Di Đà Phật. Không. Nhận á, 16 năm tuổi đời rồi, bây giờ tao mới thấy có ích khi mà có một đứa em gái. Thì tại anh chưa thấy những điểm tốt của em thôi. Thôi đi đi, không là trễ bây giờ. Ừ. Cảm ơn nha, đi á. Đi, đi thằng cẩn thận nha. Ok. Bye. Ơi, mày còn xanh và non lắm anh hai ạ. Thank you.
bị nó chơi rồi. Hà ơi, em gái bé Bỏng ơi, xuống mở cửa cho anh nè. Hello Đức Thịnh, anh còn ở đó không ta? Mở cửa cho anh với, sao mày dốt anh ngoài vậy? Ai kêu bắt nạt tôi làm gì? Ba mẹ ơi, mở cửa cho con với. Là cỡ nào thì bố mẹ cũng không nghe đâu, bố mẹ về quê hết rồi. Mày có xuống đây không? Mày xuống đây cho tao. Nghĩ xong tôi mở cửa cho anh vào. Mở cửa cho anh vào anh đánh tôi sao? Mày có xuống không kìa? Lớn già đầu đấy nhỏ nhóc chơi chứ. Nè, cái gì đây? Nể tình là mai anh còn đi thi nên tôi bố thí cho cái chanh đó. Ngủ ở ngoài đó xong rồi suy nghĩ đi, rèn lại cái nét của mình đi. Chừa cái tổng tị nạnh với em gái. Mày được lắm, mày đợi đó, mày đợi đó. Tao không tha cho mày đâu. Ngủ đi ngủ, nó sợ hả? Mày chờ tụi đó con em mắc dịch. Mày nói mày về mét mẹ đánh đồn, tét đứt mày ra. Mẹ ơi. Ôi, mẹ cho con xin 500k đi ạ. Chỉ 500k thôi, con sẽ có ngay một chiếc vé coi trực tiếp King of Rock. Hey, đi cái gì mà đi, tiền điện tiền nước còn chưa đóng, tao nói cho mày biết được có một trong mà. Oh yeah. Nghĩ sao vậy trời? Tốn 500 ngàn đi coi King of Rap. Ở nhà đi, tao rap cho mày coi. Mẹ ơi. Sao con? Vậy con bị ướt hết rồi, mẹ cho con tiền mua đôi mới đi. Con lấy đôi giày á, treo lên trên cái quạt, đem vô phòng, xong quạt lát nó tự khô nha. Cười cái gì mà cười? Giỡn mặt hả? Tao đập lên đầu cha hai bay bây giờ. Ê, cái bà này, tôi có làm gì tội tình đâu, bà lôi tôi vào bà chửi thế. Trời, con dám nói gì nữa. Tôi nói cho ông biết, ông là cái tội nặng nhất luôn nha. Ông là người xài điện, xài nước hoang phí vô cùng. Nè. Alo, alo, alo. À, đúng rồi. Nè, ông đừng có làm bộ nha. Ê, tôi chưa có nói xong nha. Ê, rồi giờ sao? Bây giờ, ông đi rồi tôi chửi hai đứa này. Ủa, hai đứa này. Khát nước quá, uống nước chửi tiếp. Đó. Mệt. Bực quá, nói không ai nghe hết. Trời ơi là trời. Ôi, trời lực. Trời ơi, trên đây nó bụi quá. Mày bớt cầm làm đi. Bây giờ mày không dọn đây á, mày xuống dưới mày nghe mẹ chửi còn ghê hơn nữa. Thế thôi coi dọn nhanh đi, cho tôi ở trên đây nữa cho tôi bị viêm phổi mất. Ui ui. Thì đáng sợ cái chỗ này cơ. Sử dụng đâu cũng dơ ấy này. Ê, dạy. Dạy. Dính đâu, quay giật. Tức cơ. Chết luôn. Một phát chết luôn. Thì ừ, tao sợ dán đó. Là dày. Hay vậy? Thôi đi, tại vì nó dơ với nó hôi nên tao ghét nó. Ê, mày làm cái gì? Bỏ cái suy nghĩ đó. Ê, anh em bắt đầu hiểu nhau rồi đây. Đến sau tao ra, mày đi xuống dưới, đi ra đây. Tao kêu mẹ nha. Mẹ ơi, nó dậy đâu con. Ghê. Phụ tao lụm lên, mẹ lên chửi bây giờ. Luôn ấy, chỉ có bay ra thôi chứ không làm được cái gì cả. Ê. Ôi. Mày có vừa thấy cái tao thấy không? Từ từ từ, lại xem có đúng không nhỉ? Một lần cuối, nhỏ cái miệng thôi. Nhỏ cái miệng, bịt cái miệng vào. Của tao. Chắc chắn này là của tao. Trả cho mặt mày, có nghe cái suy nghĩ đó. Cái này tao đụng vô nó trước nên là nó là của tao. Rồi tao không hù mày thì sao là mày làm rớt cái đó mà thấy được cái bông bì này. Của tao. Thôi. Ê, từ. Bây giờ mày giật cái giày, lát nữa đứt, coi như là hết. Vậy thì chia đôi. Ok, chia đôi. Ok. Yes. Ok. Ok. Bây giờ phải mang đi dấu. Đi dấu? Không mang đi dấu là bố mẹ phát hiện ra. Ừ. Đi nhanh lên, lát dọn sau. Này, hai con. Gì vậy bố? Hôm trước hai con dọn kho đúng không? Có thấy cái phong phong bì nào nhỏ nhỏ bố kẹp trong cuốn sách không? Dạ. Yeah. Không. Đồng thanh thế. Anh thiếu.
con dọn con có thấy cái phong bì nó đâu. Làm gì có đúng không anh? Đúng rồi. Hôm đó con dọn xong cái là con xuống phòng con ngủ luôn, con biết gì chơi. Ôi giời ơi, tiếc thế chứ. Bố thì lấy cái tiền đấy đi mua đôi giày mới cho con trai yêu của bố, rồi mua cái vé cho con gái cưng. Thế mà bây giờ nó mất rồi, không biết tìm nào, tiếc quá. Bố, con nói thật không bố? Thật chứ, không bao giờ lừa con đâu. Thật ra là tụi con giấu đấy. Đấy, thấy chưa, biết ngay là giấu mà, ngay là thấy. Đưa cho bố đi. Bố dẫn đi mua đồ đi. Trời ơi, bố quê mùa lạc hậu. Thời này ai mà còn dẫn đi mua đồ. Bây giờ là mình chỉ cần ở nhà đặt hàng online, một cái là có người giao tết cho mình liền. Hay thế à? Trời, thời đại 4.0 mà bố. Đặt có luôn. Bố đâu có bảo là đặt hôm nay. Đây, hôm sau bố mua. Bố lại tính lừa tụi con cái gì? Mơ đi, con sẽ không chỉ cho bố cái chỗ con giấu tiền đâu. Đâu có lúc, này, hai đứa con yêu quý của bố. Hai đứa con không yêu bố à? Các con cũng biết là bố đã vất vả bao nhiêu năm làm lụng trong cái gia đình này, khó khăn lắm bố mới giấu được tí tẹo quỹ đen. Định đi làm vài ve với bạn bố, thế mà Thôi, bố đừng nói nhiều lời nữa. No. Bây giờ bố có tin là con sẽ đem chuyện này nói với mẹ. Sau đó là cả bố và hai đứa con sẽ không đụng tới lại trong việc này hết. Bé cái mồm lại. Mày cũng biết mẹ mày là bà la sát. Bạn nghe thấy chưa? Ôi giời ơi, không chừng hai đứa con mồ côi bố đấy. Là mồ côi thì tội lắm. Ai ơi, đôi cơm khát nước biết người nào lo. Đôi cơm khát nước biết người nào. Có khi nào mình mồ côi bố thật không ta? Cái điều này là phải mua nải chuối xanh cho đàn mấy người. Chị hay quá. Cái này trời, con là tôi nhỏ rồi.